Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Ất Tỵ 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ 2020. Nói chung đây là năm vượng tài vượng lộc nhưng lại rất khó khăn trong chuyện thăng quan tiến chức. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Ất Tỵ năm 1965. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Phú Đăng Hỏa, có ngày sinh từ mùng 2 tháng 2 năm 1965 đến ngày 20 tháng 1 năm 1966. Đầu tiên thì cùng nhau xét về nam mệnh. Xét về sự nghiệp thì năm 2020 tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Xét về tử vi sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng bên ngoài nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi. Càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội, dù là ít ỏi, nhưng để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nam mệnh nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia đình, tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình. Đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Làm hài lòng cấp trên, đáp ứng yêu cầu về công việc thì sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Xét về tài lộc thì đường tài lộc của tuổi Ất Tỵ năm 2020 có thể do canh kim lộ xuất thiên tài, mà chính tài sinh chính quan tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bể gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham lam mà đầu tư lâu dài dễ xảy ra bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm lụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh, sự nghiệp tăng tiến. Xét về tình cảm thì xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Ất Tỵ năm Canh Tý này. Thái tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, tuế can ngự tại thiên tài tinh. Con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng là lý tưởng. Nhân duyên này không phải là đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó. Việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam mệnh hay là nữ mệnh thì tuổi Tỵ cũng cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau, hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình.
Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ, tuy nhiên cũng đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát và hành động tinh tế, nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Sự tinh tế và óc quan sát nhạy bén sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong việc tìm thấy một nửa kia của mình. Nếu không thì con đường tình duyên của những chú rắn sẽ còn rất nhiều gập ghềnh và trắc trở. Xét về sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Năm 2020, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Tỵ khá là ổn định, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, do ngũ hành thủy hỏa xung khắc nên vẫn ẩn chứa một số hiểm họa nhỏ, dễ khiến cho con giáp này bị thương. Tỵ hỏa tượng trưng cho tim, mắt, vì thế bản mệnh cần nhớ đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình. Cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ khoa học. Trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước ẩm ướt, tối tăm hay là có nhiều tà khí, dễ đẩy bạn vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy, được thiết kế hai mặt bao gồm. Mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với tình cảm gia đạo của nữ mệnh Ất Tỵ trong năm 2020 thì tình cảm luôn mặn nồng, êm ấm. Có đôi lúc xảy ra những chuyện thị phi, miệng tiếng như quý bà tuổi Ất Tỵ có thể giải quyết trong tầm tay dễ dàng. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020 thì nữ mệnh Ất Tỵ nên chú ý bệnh do tâm linh gây ra, ốm đau mà lâu khỏi. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để xem lại bình an, may mắn và sức khỏe. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không nên thay đổi công việc làm ăn trong năm này. Tài chính tiền bạc của quý bà Ất Tỵ làm ra không được bao nhiêu, tuy nhiên cũng chi tiêu và hao tán nhiều trong cuộc sống. Khuyên người mệnh Ất Tỵ hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Tỵ, Dậu, Sửu sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về tình cảm thì với những người tuổi Ất Tỵ, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bầu bịch linh tinh, thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Ất Tỵ năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng riêng năm Canh Tý, tuổi Tỵ vận trình tổng thể bình hòa, tuy nhiên có thêm khá nhiều điều phiền não trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Xét về sự nghiệp của bản mệnh, trong năm 2020 này, tuổi Tỵ có thể dựa vào năng lực của chính mình để giành được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, sự ưu ái của lãnh đạo có thể khiến bạn và bị đồng nghiệp đố kỵ và tìm cách hãm hại. Nên học cách sống khiêm nhường, đừng tỏ ra quá là nổi trội. Trong cuộc sống thì tuổi Ất Tỵ không chỉ gặp khó khăn trong công việc giải quyết các sự cố mà còn thường bị thực tế tạt cho gáo nước lạnh. Con giáp này cần phải giữ được sự quyết tâm và kiên trì của mình, dùng thái độ lạc quan để đón nhận những thử thách của cuộc đời. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, xem tử vi người cầm tinh con rắn sinh năm 1965. Trong tháng 2 âm lịch, đường tài lộc có nhiều bước tăng tiến bất ngờ. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của bản mệnh lại sa sút đến mức thảm hại, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ tệ tới như vậy. Trong tháng này thì bản mệnh có nguồn thu nhập phụ khá là tốt, có thể may mắn tới độ mua vé số hay là rút thăm trúng thưởng, cũng có tiền về tay. Các khoản đầu tư cũng mang lại nguồn thu khả quan, cuộc sống nhờ thế mà dễ thở hơn nhiều. Về chuyện tình cảm thì nếu yêu xa, con giáp này sẽ phải gặp phải khá nhiều vấn đề trong mối quan hệ của mình, thường xuyên tranh cãi, khả năng chia tay hay thất tình là rất lớn. Bản mệnh nên kịp thời điều chỉnh tâm trạng, xoay chuyển sự tập trung của mình sang những chuyện khác, đừng để sự tổn thương trong tình cảm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, tuổi Ất Tỵ vận trình khá là ổn định, nhất là nửa cuối tháng tiềm năng phát triển cực lớn. Con giáp này có thể có cơ hội thể hiện năng lực toàn diện của mình, giành được sự tín nhiệm của khách hàng, sự nghiệp hanh thông, rộng mở.
Vào cuối tháng thì bản mệnh có thể được cấp trên xem xét cân nhắc lên vị trí tốt hơn, nên tranh thủ bồi dưỡng học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Bản mệnh cần phải tận dụng tinh thần đồng đội hết mức có thể, như vậy hiệu quả làm việc mới được đảm bảo, giúp cho lợi nhuận thu về đạt được mức lớn nhất. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 âm lịch thì tuổi Ất Tỵ, công việc vẫn khá là ổn định, tuy nhiên cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc, tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ nhưng về tổng thể vận trình thì vẫn khá tốt, được cấp trên và quý nhân luôn nâng đỡ. Có điều xét về phương diện sức khỏe thì con giáp này cần phải lưu ý đến mắt, nên thường xuyên giữ vệ sinh cho đôi mắt, không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong một thời gian quá dài, đồng thời nên lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện chất lượng của đôi mắt. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm không được may mắn cho lắm. Dù là công việc, tình duyên hay là tài lộc thì đều không như ý muốn. Nhất là đường tình duyên thì vô cùng ảm đạm, mọi chuyện lộn xộn, khó giải quyết. Xét về tài vận thì người làm ăn kinh doanh nên thận trọng, kẻo bị tiểu nhân trả thù, đối thủ cạnh tranh, chơi xấu khiến cho tài lộc tổn hao, kinh doanh tổn thất lớn, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Trong chuyện tình cảm tháng này, người tuổi Tỵ có phần nghi ngờ quá mức, vì thế mà thường xuyên gây sự tranh cãi với người ấy, khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và chán nản, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa hơn. Bản mệnh nên học cách tin tưởng người mình yêu, đừng cho sự nghi ngờ giết chết tình cảm, hãy tôn trọng người luôn ở bên mình. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì làm như thế nào? Ai cũng biết, chim công là một trong những tứ địa linh, long ly quy phục, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Coi bói tử vi tháng 6 âm thì người tuổi Ất Tỵ sẽ có nhiều biến động về sự nghiệp và tình duyên. Bạn cảm thấy hoang mang mờ mịt về tương lai phía trước. Con giáp này không tập trung khi làm việc, do đó mà mắc phải không ít sai sót, bị cấp trên phê bình khiển trách nhiều lần. Nên tự kiểm điểm bản thân, hiểu rõ mục tiêu mình đang theo đuổi. Cần định hướng rõ mục tiêu mình đang hướng đến. Nếu còn cảm thấy mơ hồ thì nên xin sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để không lầm đường lạc lối. Xét về vận trình tình duyên, con giáp này cần cẩn trọng tìm hiểu kẻo lọt vào vòng tam giác tình yêu. Bản mệnh cũng nên dứt khoát khi lựa chọn một nửa cho mình, đưa ra câu trả lời chính xác cho đối phương, đừng để người khác phải chịu tổn thương vì quyết định sai lầm của mình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh không phải lo về sức khỏe nhưng lòng dạ rối bời khi chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Người đã kết hôn thì cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo với cuộc sống hôn nhân. Những cơn sóng tình không còn thường xuyên xuất hiện. Sự ổn định của gia đình lại khiến cho bản mệnh sợ hãi vì mình dần mất đi tình yêu như trước. Con giáp này nên tìm cách để hâm nóng tình cảm trở lại. Đôi lứa tạo nhiều cơ hội để khơi gợi lại những kỷ niệm xưa. Hãy tạo ra những niềm vui bất ngờ và sự lãng mạn ấm áp để tình yêu được sống lại. Thời điểm này trong năm thời tiết khô nóng, bản mệnh đã có tuổi thì cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống. Không nên ăn những đồ lạnh quá nhiều, dễ hại cho dạ dày. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Tháng 8 2020 âm lịch, tuổi Ất Tỵ có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp. Nửa cuối tháng sẽ thấy được sự tăng tiến rõ rệt, sự nghiệp đi lên, tỷ lệ thuận với tài lộc thu về tay. Chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Trong công việc thì con giáp này tập trung làm việc, sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng mạnh, nhất là những bạn làm nghề bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Thành tích đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Từ biết tháng 9 năm 2020 âm lịch, tiến sang tháng 9 âm, tuổi Ất Tỵ vẫn giữ được phong độ làm việc như tháng trước, vận trình sự nghiệp hanh thông, rộng mở. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại chẳng được như mong muốn, dù lớn tuổi nhưng không được chủ quan, cần phải thận trọng bởi tháng có. Cần phải cẩn trọng bởi trong tháng có hung tinh đeo bám, bản mệnh dễ vì theo đuổi những thứ phù phiếm mà quên mất đi những thứ thân thuộc xung quanh mình, theo đuổi hào quang mà đánh mất người thân, bạn bè.
Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Bước qua tháng 10 âm lịch, những tháng cuối cùng trong năm Canh Tý, tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với những trở ngại khá lớn trong sự nghiệp, dễ tụt dốc nhanh chóng tới mức chính bạn cũng không thể nào ngờ tới. Đồng thời, tâm lý của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con giáp này làm gì cũng khó khăn, các phương án kiến nghị của bạn đưa ra đều bị cấp trên phủ quyết, còn bị đồng nghiệp chơi xấu, đả kích, khiến cho người cầm tinh con rắn không khỏi căng thẳng, lo lắng và áp lực. Trạng thái tinh thần tiêu cực này kéo dài có thể đẩy những phản ứng của bản mệnh trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày, công việc khó bề hoàn thành tốt mà sức khỏe cũng sa sút rõ rệt. Bản mệnh nên tìm cách điều chỉnh tâm lý kịp thời, tránh để sinh bệnh. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cần nhìn vào hướng tích cực của nó, sẵn sàng các phương án ứng phó khi cần. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là thời điểm mà bản mệnh vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi những rắc rối trong công việc. Chẳng những thế mà đường tình duyên của tuổi Ất Tỵ cũng chẳng hề khởi sắc, bạn dễ mắc sai lầm, dẫn đến những rạn nứt nghiêm trọng trong chuyện tình cảm. Về phương diện công việc thì con giáp này vẫn phải đối mặt với đủ những khó khăn trở ngại. Riêng người làm ăn kinh doanh thì rất hay bị đối thủ tìm cách trả thù, hạ gục, cả tiền đồ và tài lộc đều không có gì rõ ràng, dễ lâm vào ngõ cụt. Đường tình chắc trở, gia đình vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm với đối phương, thậm chí có thể phát hiện ra chuyện ngoại tình mà chia đôi ngả. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ có được những bước lội ngược dòng ngoạn mục, dù là chuyện công việc, tiền bạc hay là tình cảm đều khá suôn sẻ thuận lợi. Trong công việc thì con giáp này được quý nhân nâng bước, cấp trên và đồng nghiệp ưu ái giúp đỡ nhiều. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, có nhiều khả năng tăng lương thăng chức vào cuối năm này. Về chuyện tình cảm thì phát triển khá là lý tưởng, vượng vận đào hoa, những người còn độc thân có thể dựa vào sức hấp dẫn của chính mình để thu hút sự chú ý của người khác phái. Bản mệnh dễ gặp được người ưng ý trong các buổi liên hoan hội họp cuối năm. Đối tượng của bạn có điều kiện không tồi, hãy năng tham gia các hoạt động xã hội để tăng thêm cơ hội cho mình. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, tử vi tuổi Ất Tỵ 2020 cho thấy con giáp này đang gặp phải khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc tới tay không ít nhưng giữ lại cho mình chẳng được bao nhiêu, trong năm dễ gặp chuyện bất bình, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lý. Tình cảm gia đình cũng đang không được lý tưởng cho lắm, tồn tại nhiều mâu thuẫn bất đồng, có thể bằng mặt mà không bằng lòng, áp lực lớn ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Con giáp này cần phải chú ý để giải tỏa áp lực cho mình. Theo phong thủy năm Canh Tý thì phương vị Đông Bắc là đào hoa vị, là vị trí quyết định nhiều đến chuyện tình cảm của gia đình. Mệnh chủ nên giữ cho vị trí này sạch sẽ, gọn gàng để cát khí vượng, gia đình được êm ấm, hòa thuận. Người mệnh này cũng có thể đặt một số vật phẩm vượng đào hoa ở phương vị này, ví dụ như đôi chim uyên ương, quả cầu thạch anh hồng. Có thể tham khảo thêm các mẹo phong thủy tình yêu hôn nhân để tình cảm càng ngày càng thêm vượng. Ngoài ra thì cung Đông Nam có sao lục bạch là sao thoái vận bay vào. Nếu bàn ghế giường ngủ nằm ở hướng Đông Nam thì trong năm công việc dễ gặp khó khăn trở ngại. Nếu có thể thì gia chủ nên xem xét để thay đổi hướng đặt đồ, hóa giải những xung khắc do phong thủy không hợp gây ra. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Ất Tỵ, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ qua hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi, phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.